Hôm nay sẽ review nhanh cho các chị thêm một sản phẩm nữa cho mùa hè năm nay nhé. Một chiếc mặt tây của Tefal anh chị nha. Của thương hiệu là Tefal luôn. Một màu trắng thôi, rất là sạch. Mặt này mặc dù là màu trắng nhưng rất là sạch nha. Nhìn giúp em này, cái bạn này là quạt cây. Mình có thể tăng giảm cái chiều cao ở cái phần này được tầm thêm 10 phân nữa các chị nhá. Thế nên là em sẽ tăng tầm khoảng nửa thôi. Và cái thanh này nó sẽ kéo ra cao thêm khoảng tầm 10 phân nha. Có cả điều khiển từ xa luôn. Mặc dù bạn này cơ chế thì nó cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một chiếc quạt cây và nó giúp cho nhà mình là rất là thoáng và rất là mát thôi. Quay được một góc khá là rộng. Cộng với cả là cái tốc độ của gió của nó thì mặc dù đây sẽ đặt thử cho mọi người cảm nhận luôn và nó không hề ồn. Bạn này sẽ được gọi là turbo nhưng mà lại rất là yên tĩnh mọi người nhá. Có thể để cho mọi người cả một cái nóc cao nhất luôn này. Rất là mát luôn, bạn này thì rất là cây và quạt có cánh thì luôn luôn sẽ cho mình cảm giác rất là mát và đối lưu gió rất là rộng, rất là tốt. Có thể quay được và thậm chí là có thể hẹn giờ. Bạn này mình có thể dùng trong phòng khách hoặc là trong phòng ngủ của em được nhé, vì yên tĩnh lắm, rất là dễ chịu. Khi ngủ thì chắc là chỉ cần một cái nấc nhỏ nhất thôi, rất là mát nhé các chị nhé. Bạn này được gió cực kỳ luôn. Không gì tuyệt vời hơn là giá của bạn này chỉ hơn 1 triệu thôi, bảo hành lên đến 2 năm cho tất cả các anh chị nhà mình. Quá là tuyệt vời luôn mọi người nhá. Một là lựa chọn để các anh chị có thể tham khảo cho mùa hè năm nay cho gia đình mình về một chiếc quạt cây.